chị Quang. Rồi, đây là bây giờ là mình đến địa điểm thứ hai, đó là bệnh viện nhiệt đới. Và hiện tại thì các chị đang bỏ tiền vào phong bì. Ở đây mình phát bao nhiêu phong bì chị? 20. Cũng 20 phong bì cho 20 bệnh nhân. Thì năm nay là bị Covid nhiều quá cho nên là cũng mấy tháng rồi mới tới được bệnh viện nhiệt đới để thăm hỏi các bệnh nhân và tặng phong bì trong đêm nhạc vừa rồi đến cho các bệnh nhân có các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện nhiệt đới. Chiếc chị Loan đang giữ đang chị Loan đang vô nhà vệ sinh rồi. Đây là phòng công tác xã hội của bệnh viện nhiệt đới. Những người chạy thận tại bệnh viện nhiệt đới. Hôm nay thứ bảy cho nên là mọi người nghỉ hay ha. Ở cuối cùng. Chị Lan. Giờ lấy viết đi. Em mượn cái viết. Em cho chị mượn cái viết lắm. Rồi rồi, cảm ơn em. À, bánh mỗi lần tới đây là được ăn bánh nè. Giờ mình sẽ ghi đặt phải 3.000 và 4.000 cái ghi ở đây chứ. Đúng rồi. Thư ký đang làm việc, thôi viết 1.000.000 đi. Sức sắn được rồi, 1.000.000 cũng được, 1.000.000 đi. Cái đầu bộ thiên nguyện sức sống mà viết tắt đó. Sức sống được rồi. TNSS là được rồi. Ở đây mình phát 20 phong bì. Hiện nay là mình đang chuẩn bị phong bì và một tí nữa thì bên bệnh viện sẽ mời căn cứ theo cái danh sách của bệnh nhân sẽ mời bệnh nhân lên trên một cái phòng tập trung mà tụi mình sẽ không xuống dưới khoa. Vì đây là bệnh viện nhiệt đới cho nên là cũng hạn chế cái việc đi lại ở nhiều trong bệnh viện ha. Rồi. Chỉ có 20 phong bì thôi mà. Quá ngon luôn. Rồi. Tạm thời bây giờ mình tắt live stream trực tiếp của mình ở đây ha. Rồi chào các bạn nha. Ở đây chỉ có chụp hình thôi. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại lần sau nha.